Nô tài hỏa thân khấu kiến hoàng thượng. Ồ hay, chấm chưa truyền chỉ sao khanh đã xông vào hả? Thưa hoàng thượng, hôm nay gay go lắm nên nô tài phải chạy vào bẩm báo hoàng thượng ngay ạ. Bình thân, tạ ơn hoàng thượng. Có gì gay go hả? Thưa hoàng thượng, Lưu Dung hôm nay đòi tham tấu người ạ. Nếu Lưu Dung dâng sớ đúng sự thật, sợ gì chuyện tham tấu người hả? Không phải thế ạ, nô tài phải hộ giá. Hộ giá? Chả nhẽ ông ta định sát hại thánh giá? Ôi, hoàng thượng chưa biết đấy thôi, ông ta đang lên cơn điên. Kinh khủng lắm đó, Hồ Thắng, truyền chỉ. Hoàng thượng giáng chỉ, văn võ đại thần xếp hàng lên triều. Thần Lưu Dung xin gặp riêng hoàng thượng. Ôi, hoàng thượng, Lưu Dung sắp vào rồi. Nô tài phải trốn ở đâu ạ? Trong điện thông thoáng quá, khanh trốn ở đâu bây giờ? Hoàng thượng cho nô tài quỳ sau bệ rồng, như thế nô tài gần hoàng thượng hơn ạ. Thôi được, lên đi. Cảm ơn hoàng thượng. Ở đây nhé hoàng thượng. Hồ Thắng à, có nô tài. Tuyên Lưu Dung vào cung điện. Hoàng thượng giáng chỉ, Lưu Dung vào cung điện. Thần tuân chỉ. Hồ Thắng à, nhà ngươi cũng tạm lánh đi. Thần Lưu Dung khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng thượng chớ để cho ông ta nói gì nhé. Lưu Dung bình thân, đội ơn hoàng thượng. Khanh vào đây chắc định dâng sớ hả? Hôm nay trẫm không được khỏe. Lát nữa khởi giá hồi cung. Hôm nay tham tấu quan văn không chuẩn, tham tấu quan võ không nghe, sớ không xem, quốc sự không bàn. Thần vào triều không tham tấu quan văn, quan võ, không dâng sớ lên hoàng thượng và cũng không bàn việc nước. Vậy khanh vào triều để làm gì hả? Có việc này thần chưa rõ, xin hoàng thượng chỉ bảo cho. Nói đi, nếu trẫm biết trẫm sẽ bảo cho. Hoàng thượng chớ vào chồng của ông ta. Ôi, giao chồng với trả chồng. Chồng ư? Thần có hỏi về chồng đâu ạ? Lưu Dung, có thần. Khanh hỏi đi, khanh không rõ gì hả? Tâu hoàng thượng, thần không rõ về luật Đại Thanh ạ. Pháp luật Đại Thanh ư? Khanh là tả đô ngự sử, phải thuộc lầu lầu luật Đại Thanh chứ. Ồ, cái tai ngọ nguậy kìa. Lưu Dung à, trẫm có tuổi rồi, trí nhớ giảm sút. Điều gì khanh không rõ, khanh hãy tự đi tra lấy. Hoàng thượng sáng suốt. Thưa hoàng thượng, thần không rõ hỏi đức vua. Đức vua không biết thì lê dân càng không biết nữa. Nếu thế thì theo thần nên phế bỏ đi là tốt. Không được. Phế bỏ đi để lộn tung phèo hết lên à? Không được phế bỏ. Vậy thì phải làm cho rõ mới được. Lưu Dung, khanh khéo mẻ nheo quá nhỉ? Khanh không rõ hả? Ở trong Thánh Hành Ti có những bộ luật đó. Khanh lấy ra mà xem khắc rõ, còn làm phiền trẫm làm gì? Thần tuân chỉ. Lại đây, lại đây. Truyền ý chỉ hoàng thượng đến Thánh Hành Ti, bảo họ mở cửa mang bộ luật Đại Thanh đến đây.
Để đây. Khanh không rõ ư? Thế Khanh dở ra mà đọc đi. Thưa Hoàng thượng, bây giờ Hoàng thượng giả vờ ngủ gật để ông ta đọc một mình. Nếu ông ta nói chuyện với Hoàng thượng thì Hoàng thượng trị ông ta tội kinh động thánh giá. Mười tội ác lớn: con giết cha, chém đầu; cháu giết chú, chém đầu; cháu giết cậu, chém đầu. Hơn một canh giờ rồi ấy nhỉ, tôi mỏi lưng quá, không đứng nổi nữa, phải tìm chỗ nào nghỉ ngơi. Hoàng thượng ngủ rồi. Ngủ rồi ta tham tấu làm sao? Đánh thức Hoàng thượng sẽ mang tội kinh động thánh giá. Giết chồng không việc gì. Cái gì? Khanh đọc nhầm rồi. Giết chồng cũng chém đầu chứ. Thưa Hoàng thượng, thần nói người chạy trốn không việc gì, còn người ở nhà thì chém đầu ạ. Nói nhảm. Ăn cắp mồ mà. Khanh hát gì thế hả? Ăn cắp mồ mà chém đầu. Thưa Hoàng thượng, thế nào gọi là ăn cắp mồ mả và trị tội gì ạ? À, hóa ra Khanh không hiểu điều đó hả? Nghĩa là động vào cỏ cây trên mồ mả người ta. Tội ấy chém đầu. Hoàng thượng, đừng mắc lừa ông ta. Đào bới mồ mả tội chém đầu, có nói sai đâu. Thưa Hoàng thượng, điều này chỉ trị dân đen hay là bất cứ ai cũng trừng trị ạ? Vương tử phạm pháp, tội như lê dân. Có nghĩa là trừng trị bất cứ người nào ạ? Tất nhiên, không trừ ai hết. Thần có tờ sớ không biết có nên dâng lên hay không ạ? Vậy chưa dám mạo muội dâng lên. Chậm xá tội cho Khanh. Thần đội ơn Hoàng thượng. Đội ơn gì hả? Chả nhẽ Khanh đi ăn cắp mồ mả người ta? Thưa Hoàng thượng, Đại Thanh ta cướp Giang Sơn từ triều nào ạ? Vua Sùng Chân cuối đời Minh. Thưa Hoàng thượng, Sùng Chân là Minh quân hay Hôn quân ạ? Sùng Chân hữu đạo song vô phúc. Muôn tâu Hoàng thượng, Sùng Chân hữu đạo vô phúc, đánh mất Giang Sơn. Tiên đế vào Trung Nguyên gây dựng Đại Thanh ta, đã cho xây lăng tẩm cho vua Triều Minh, tức là Thập Tam Lăng. Con cháu Vương Triều nhà Minh ăn bổng lộc của Triều Thanh, trông nom Thập Tam Lăng. Đó là cái đức độ của tiên đế. Những gì Khanh nói chậm đã biết cả rồi. Tâu Hoàng thượng, Hoàng thượng còn nhớ trận hỏa hoạn ở cung Càn Thanh 3 năm về trước không ạ? Tất nhiên là chậm nhớ. Sau trận hỏa hoạn ấy, Hoàng thượng định xây lại cung Càn Thanh, song không có gỗ to như thế. Mùa thu năm ấy, Hoàng thượng đi săn tại Thập Tam Lăng, thần cũng theo hầu. Lúc đó Hoàng thượng nhìn thấy cột kèo ở Thập Tam Lăng to, nhỏ, ngắn, dài, thích hợp cho việc xây lại cung Càn Thanh. Hoàng thượng giáng chỉ cho lấy hết về dựng lại cung Càn Thanh. Như vậy không phải là ăn cắp mồ mả sao ạ? Hả? Khanh tham tấu cả Hoàng thượng cơ à? Hoàng thượng bảo ông ta là bỏ cũ xây mới.
Đúng, phải chẫm bỏ cũ xây mới. Thưa Hoàng thượng, Hoàng thượng mà bỏ cũ xây mới thì phải mang gỗ đến thập tam lăng. Lúc đó mới lấy gỗ của lăng xây cung Cản Thanh. Nhưng Hoàng thượng lấy gỗ của thập tam lăng xây cung Cản Thanh. Hoàng thượng thử nghĩ xem, đó không phải ăn cắp mồ mả thì là gì ạ? Giỏi. Giỏi lắm. Phải, ta ăn cắp mồ mả đấy. Khanh lấy dao lại đây giết ta thử đi xem nào. Vì thần không dám, vì thần không dám. Thế Khanh bảo trẫm phải làm thế nào hả? Thần cho rằng nên đổi điều này thành hai điều. Tức là đào mà mất xác, chém đầu. Đào mà còn xác, lưu đầy. Khanh dám lưu đầy trẫm? Vì thần đâu dám lưu đầy Hoàng thượng ạ. Là Hoàng thượng tự mình lưu đầy mình. Tự mình lưu đầy mình. Đúng vậy, thưa Hoàng thượng. Hiện nay, nội hạt Sơn Tây loạn lạc. Quế Hoài Thái tuần phủ Sơn Tây coi khinh triều đình, dắp tâm làm phản từ lâu. Hoàng thượng sao không nhân dịp này vi hành về đấy xem xét dân tình? Dọc đường đi không cần vẩy nước quét dọn, không cần các quan địa phương tiền hô hậu ủng. Thần cùng hai gia đình tạm thời hộ giá. Không biết thánh ý Hoàng thượng thế nào? Này, Lưu Dung, có thần. Trẫm tự lưu đầy mình có phải mang gông không? Vì thần chưa dám nghĩ ạ. Hoàng thượng sáng suốt. Vậy thế này nhé. Trẫm thấy có người mặc chiếc yếm đỏ. Yếm đỏ dùng dây đeo trước ngực. Bây giờ trẫm lấy xích nhỏ thay dây đeo vào người coi như là gông. Khanh thấy thế nào hả? Trời ơi Hoàng thượng. Hoàng thượng sáng suốt. Thế mới hay chứ. Hoàng thượng tự mình đẩy ải mình. Đại thần áp giải Hoàng thượng. Quả là sự kiện xưa nay hiếm. Lưu Dung à, có thần. Thôi được, trẫm nghe Khanh. Nhưng Lưu Dung này, Khanh đã phạm thượng, thần phạm vua, dám tham tấu Hoàng thượng. Trẫm có nên giết Khanh không hả? Hoàng thượng không nên giết thần. Hoàng thượng xá tội trước, thần mới dám tham tấu Hoàng thượng. Lưu Dung to gan. Hòa thân Khanh. Khanh sao lại? À, ngài dám trốn sau bệ rồng. Chả nhẽ ngài định giết vua ư? To gan thật. Hòa thân to gan. Tâu Hoàng thượng, nếu không có hòa thân, thần làm sao dám tham tấu Hoàng thượng? Lưu Dung không có gan ấy đâu ạ. Hòa thân kích thần. Ông ta bảo Lưu Dung ơi, ngài có dám tham tấu Hoàng thượng không? Nếu dám tôi quỳ xuống đập đầu lạy ngài ba lạy. Hòa thân, có nô tài. Tâu Hoàng thượng, hòa thân muốn thần tham tấu Hoàng thượng. Hòa thân quỳ xuống. Thưa Hoàng thượng, có bát vương, cửu vương và các vị đại thần làm chứng cho thần. Được, truyền bát vương, cửu vương. Truyền bát vương, cửu vương vào cung. Thần khấu kiến Hoàng thượng. Lưu Dung và hỏa thân thách nhau. Hai khanh làm chứng. Việc ấy có thật không? Thưa có thật ạ. Được. Hòa thân, ra quỳ xuống đập đầu lạy Lưu Dung ba lạy đi. Đi đi.
Xin mời hai ngài đứng dậy. Hòa đại nhân. Hòa đại nhân à, đừng khách sáo nữa. Lạy đi. Khoan khoan, để tôi ngồi xuống đã. Xin mời Hòa đại nhân. Một, hai, ba. Trương Thành, ta bảo này, khi vào địa giới Sơn Tây, nhà ngươi hãy gọi Hoàng thượng là Vương Viên Ngoại, còn ta gọi là Quản gia. Lưu Quản gia, nghe chưa? Dạ, Vương Viên Ngoại, Lưu Quản gia. Phía trước là địa phận Sơn Tây rồi đấy ạ. Xin Hòa đại nhân dừng bước. Việc này ta nhờ cậy người đó. Hòa đại nhân yên tâm. Thôi đi đi. Hòa đại nhân về đi ạ. Ta nhờ cậy người đó. Các người hãy trông nom cẩn thận Chu công tử. Hai đứa bay hãy nhớ kỹ. Nếu sự việc bại lộ, thịt ngay nó đi. Không được để cái lưỡi của nó. Dạ. Thôi đi đi. Xin cáo từ Hòa đại nhân. Ta quẩy gánh đậu phụ đi giao bán, quan phủ cấm không cho ta làm ăn. Dân không có thịt ăn phải ăn đậu phụ. Ta chui lùi hết chỗ này qua chỗ khác. Người ăn đậu phụ, lợn ăn bã, vì thế mà cái nghề của ta cũng khấm khá. Chúng tôi đi thu gom từng nhà đấy. Được có chỗ này thôi. Trời ơi, cảm ơn ông, cảm ơn ông quá. Có gì đâu mà cảm ơn, đứng dậy mau. Ông đã cứu chúng con. Cả ngày hôm nay không có hột cơm vào bụng. Ôi tội nghiệp, chắc đói lắm rồi. Dạ, con xin cảm ơn ông. Ông đã cứu sống con. Ông làm phúc cho đời. Có gì mà cảm ơn, tội nghiệp đói quá hả? Xin cảm ơn ông ạ. Có gì mà cảm ơn. Chúng tôi đang định nhờ hai ông một việc. Ông định nhờ chúng con việc gì ạ? Nhờ các ông làm thầy. Làm thầy ạ? Dạy chúng tôi bài hát ăn xin. Bài hát ăn xin của hai ông ấy. Trời ơi, ông nói đùa gì vậy? Chúng tôi là ăn mày mà. Ngày mai chúng tôi cũng thành ăn mày hết cả rồi. Tối nay ta đến được Thái Nguyên không? Ông nhà con đã sai Lưu An đến Thái Nguyên trước để chuẩn bị. Chắc phải đến tối nó mới đến đó. Tối nay ta sẽ nghỉ tại cái làng trước mặt kia, hưởng chút thú vui miền quê. Miền quê hoang vắng. Đằng nào bây giờ trẫm cũng thành Vương Viên Ngoại rồi mà.
trồng đậu nành, trồng cao lương, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, trâu kéo cày, trâu gặm cỏ, quan phủ ăn cơm trắng, dân cày ăn khoai. Lưu Dung à, xem kìa. Này, các ông đi qua đây hay là tìm ai hả? Người đi đường đấy kệ họ, ta học tiếp đi. Trồng đậu nành, trồng cao lương, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, trâu kéo cày, trâu gặm cỏ, quan phủ ăn cơm trắng, dân cày ăn khoai. Các ông hát bài gì đấy hả? Tôi chưa nghe bao giờ. Những bức tranh trên vách đẹp một cách kỳ lạ. Vùng này sản vật phong phú, thuần phong mỹ tục, từng là cái nôi văn hóa vùng Trung Nguyên. Nếu không có loạn lạc, vùng này phồn vinh phải biết. Xin mời. Này, vừa hát vở gì đấy? Tôi chưa nghe thấy bao giờ. Vở gì đâu, đấy là bài hát ăn mày mà. Bài hát ăn mày à? Ở trong vở nào hả? Không có vở nào hát như thế đâu. Cái này ông phải hỏi họ để họ giải thích ông nghe. Không dám giấu gì ông. Ngày mai cả làng này khóa trái cửa hết. Chúng tôi kéo đến làng khác ăn xin. Bây giờ đang học bài hát ăn mày. Đi ăn xin à? Không đi ăn xin thì chúng tôi lấy gì mà cho vào miệng ạ? Năm nay 26 thôn của 9 làng đều bị hạn hán, không thu được hạt gạo nào. Dân cày chúng tôi mất mùa, biết lấy gì mà ăn? Có chuyện này thật ư? Ông có thể hát lại bài hát ăn xin cho tôi nghe được không? Ông muốn nghe à? Hai bác ơi, đành phải phiền hai bác hát lại một lần nữa nào. Trồng đậu nành, trồng cao lương, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, trâu kéo cày, trâu gặm cỏ, quan phủ ăn cơm trắng, dân cày ăn khoai. Trời cao cao, đất thênh thang, ăn mày tứ xứ biết dừng tại đâu. Nhà giàu không cho nào dám oán, trên người manh áo tại trời lạnh thôi. Ông Khang Hy hay Tử Thiện, dân làng bữa đói bữa no qua hạn niên. Kinh đô có ngài quan gù, tiếng thơm còn lại muôn đời miệng bi. Quan nào quan chẳng tham tiền, để mặc dân đói vỏ cây ăn mòn. Ông Càn Long ngồi vững bệ rồng, gian dối ngay thẳng biết đường nào theo. Thưa ông, tối nay ta trọ ở đây vậy. Nói chuyện phiếm với dân làng để hiểu thêm dân tình cũng hay. Ông ơi, chúng tôi đi qua đây, tiện thể xin ở lại đây một đêm nói chuyện vui với ông. Có được không? Ôi, thế thì càng vui chứ sao. Miễn là ông không chê, làng chúng tôi tuy nghèo, nhưng mà không có kẻ xấu. Vậy mời hai ông ở lại làng tôi đêm nay. Xin mời hai ông đi theo tôi. Đi nào. Thành ơi, đi theo nhé. Ôi, cảm ơn ông lắm. Nhanh lên Thành ơi. Mời các ông. Các ông vào trọ ở đây là đúng lắm ạ. Nhà trọ chúng tôi đầy đủ mọi thứ. Mời các ông. Đứng lại. Nhà ngươi nghe rõ đây. Nước rửa mặt đưa đến đây thôi. Viên ngoại nhà tôi thích yên tĩnh.
Từ giờ đưa cái gì đến đây dừng lại, ta sẽ đưa vào trong cho. Ông nói chi lạ vậy? Tôi làm ở đây bao nhiêu năm nay, lúc nào cũng bị khách chê là chậm chạp. Chả ai lại không bắt tôi đưa vào trong cả. Đưa quạt ngự của trẫm lại đây. Thôi đi đi. Chả nhẽ có quạt ngự thật ư? Nhà ngươi lẩm bẩm cái gì đấy hả? Thưa ông chủ, con thấy lạ quá. Ba người kia thuê hết cả sân sau. Ông viên ngoại còn bảo mang quạt ngự của trẫm lại đây. Chả nhẽ quạt ngự có thật à? Nhà ngươi nói gì hả? Ông viên ngoại kia bảo đưa quạt ngự của trẫm lại đây. Nhà ngươi không thấy trong các vở tuồng sao? Hoàng thượng đều tự xưng mình là trẫm. Đồ dùng của hoàng thượng đều gắn chữ ngự ở đằng sau. Cái quạt ngự này rõ ràng là của nhà vua rồi. Chả nhẽ hoàng thượng lại vào trọ ở tiệm ta? Ông nói mê hả ông? Ôi, nhà ngươi không thấy ở ngoài đồn âm rằng hoàng thượng vi hành miền Tây sao? Hoàng thượng không giáng chỉ cũng không gửi công văn, cốt để điều tra tội tình bọn quan lại. Chả nhẽ ngài đến thật rồi ư? Vậy con đi báo quan để lĩnh thưởng ông nhé. Khoan, nếu không phải hoàng thượng thật, nhà ngươi báo quan mang tội lừa đảo đấy. Còn nếu là hoàng thượng đến thật, họ nghênh giá về phủ, chúng ta chả được lợi lộc gì cả. Chỉ bằng ta cứ ân cần tiếp đón, hàng ngày cho ngài ăn ngon ngủ kỹ, biết đâu ngài phấn khởi lên thưởng cho ta và các con chức quan 7-8 phẩm cũng nên. Vậy thì cứ theo ý ông làm. Này, nhà ngươi tìm cách ăn cắp cái gì để ta xem. Ông bảo con làm gì cũng được, ăn cắp thì con không dám đâu ạ. Ôi, cũng chưa hẳn là ăn cắp, nhà ngươi lấy trộm cho ta xem thôi mà. Xem có phải đồ dùng của hoàng thượng không, rồi lại trả về. Sau đấy chúng ta đuổi hết khách trong nhà trọ đi. Hoàng thượng nhất định sẽ khen chúng ta nghênh giá có công, ban thưởng theo công trạng. Vâng, con xin vâng lời ông ạ. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. A Di Đà Phật. Thí chủ có việc gì? Tôi thấy sư phụ nhìn tôi khá lâu. Sư phụ là người thông thái, chắc có điều gì muốn dạy bảo. Ta thấy thí chủ có khí chất đế vương, không thuộc phường tầm thường. Đấy là nguyên nhân thứ nhất ta nhìn thí chủ. Thứ hai, ta thấy giữa lông mày thí chủ có họa khí. Xin sư phụ dạy bảo rõ hơn ạ. Tướng thế gian phi trường tướng, vốn đã viển vông làm sao giành giọt. Giống mà không giống, ngôn mà không ngôn, là như vậy đó. Là thế, là thế, là thế mà. Xin đa tạ sư phụ. Bần tăng ngụ tại chùa này, thí chủ có việc gì có thể đến tìm ta.